Hãy đến với The Master Việt Nam để cùng trải nghiệm và tận hưởng những điều tuyệt vời mà công nghệ làm đẹp bằng chỉ Ultra Village mang lại. Lúc đầu Đào nghĩ là muốn thon gọn mặt hoặc là tạo mặt V-Line là mình phải phẫu thuật. Nhưng khi đến The Master Việt Nam thì được mọi người tư vấn và giới thiệu công nghệ chỉ Ultra VBCL thì Đào thấy là mình không cần phẫu thuật vẫn có thể nâng cơ và thon gọn mặt, nâng mũi và tạo cằm V-Line. Sau khi mà làm liệu trình nâng cơ mặt bằng chỉ Ultra V-Lip thì cái cơ của mặt của mình nó cảm thấy là săn chắc hẳn lên, các nếp nhăn hoàn toàn biến mất và nhìn như trẻ lại 10 tuổi. Hiếu thấy là gương mặt của mình thật sự là có cải thiện, thịt của mình thì nó cũng gọn lại, cơ được nâng hẳn lên và đặc biệt là bây giờ mình lại thích cười nhiều hơn. Ultra V-Lip là một loại chỉ sinh học, khi được đưa sâu vào da, vùng chảy xệ sẽ được căng ra tức thì. Lúc này chỉ Ultra V-Lip bắt đầu kích thích tăng sinh collagen và tự tiêu trong vòng 24 tháng. Quá trình tăng sinh collagen vẫn duy trì đến tháng thứ 32. Tôi nhận xét rằng da tôi cải thiện rất nhiều, nó căng hơn, nó trẻ hơn và tôi hài lòng với kết quả này. Trong cái quá trình mà làm là mình hoàn toàn không thấy đau gì hết. Khi mà làm xong rồi á, ôi nhìn vô cái gương mặt á, nó mềm mại, nó tự nhiên vô cùng, nó không có hề bị cảm giác là đỡ đơ vậy. Với cái chỉ Ultra Flip, tôi nhận thấy rằng đây là một thương hiệu chỉ có hiệu quả rất là tốt và đặc biệt nó có hiệu quả lâu dài. Cũng như cái thương hiệu này là một thương hiệu lớn ở Hàn Quốc và được sự bảo trợ của những nhà khoa học nổi tiếng. Chính vì vậy, tôi tin rằng cái sản phẩm Ultra Flip sẽ là một cái sản phẩm tốt trong cái điều trị căng chỉ đối với người Việt Nam.